điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài số 1 đó là ông Nguyễn Ngọc Ánh và trọng tài số 2 đó là ông Nguyễn Việt Phương. Trên khán đài có thể thấy Bầu Huyền, người cũng sẽ có mặt trên khán đài ngày hôm nay để cổ vũ cho đội bóng của mình trong trận bán kết thứ hai. Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Và đây là các cầu thủ xuất phát trong đội hình của VTV Bình Điền Long An ở set đấu thứ nhất, với Trà My số 1, số 9 Ngọc Hoa, số 10 Như Anh, số 11 Ngoại Binh Abolosu, số 14 Kim Thoa truyền 2, số 19 Khánh Vi và Khánh Đàng là libero. Huấn luyện viên của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An đó là ông Thái Quang Lai, người đã cùng với đội bóng này giành chức vô địch Cúp Hùng Vương. Và đây là các thành viên của LP Bank Ninh Bình xuất phát trong trận đấu ngày hôm nay. Đó đều là những thành viên tốt nhất của họ hiện tại, với truyền 2 Hoài My, số 8 Thanh Thúy, số 10 Bích Tuyền, 12 Đặng Thị Hồng, 14 Ngoại binh Warisara và số 15 Nguyễn Thị Trinh, libero số 6 Nguyễn Thị Kim Liên. Huấn luyện viên của LP Bank Ninh Bình đó là ông Thái Thanh Tùng. Cả hai câu lạc bộ đều đưa ra những sự lựa chọn cho các thành viên tốt nhất của họ trong thời điểm hiện tại với trận bán kết đầu tiên này. Người thực hiện quả phát bóng đầu tiên sẽ là Kim Thoa, cây chuyền 2 của Long An. Cầu thủ 26 tuổi thực hiện quả phát bóng đầu tiên. Bích Tuyền, điểm đầu tiên cho LP Bank Ninh Bình. Tiếp theo sẽ là Warisara, cầu thủ 19 tuổi của Thái Lan. Điểm cho Long An một đều, trước đó là phản ứng hơi chậm của Đặng Thị Hồng. Bóng vào đúng vị trí của Khánh Đàng. Vẫn là cơ hội cho cầu thủ Long An. Một đường chuyền 2 sau đầu. Pha bỏ nhỏ tốt của Trà My. Trà My một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất ở giai đoạn 1. Tiếp tục là người có được phong độ tốt tại giai đoạn 2 trong đội hình của Long An. Vẫn còn pha cứu bóng của Đặng Thị Hồng. Bóng vẫn trong cuộc. Nỗ lực cứu bóng của cầu thủ LP Bank Ninh Bình. Nhưng Trà My đã kết thúc đường bóng vừa rồi. Cầu thủ thuận tay trái với sức bật tốt và khả năng dứt điểm rất ấn tượng. Những tình huống ghi điểm từ vị trí số 4 của Trà My. Bóng vẫn hướng đến vị trí của Trà My khi cầu thủ này ở hàng trên. Liên tục là những đường truyền hai của Kim Thoa cho Trà My. 4-1. Khởi đầu tốt cho cầu thủ Long An.
Một tình huống bóng cắm gần vạch 3m và đập bóng cắm của Đặng Thị Hồng. Thanh Thúy, cầu thủ 29 tuổi của Ninh Bình. Và tấn công của phụ công Ngọc Hoa. Ngọc Hoa sau khi làm công tác huấn luyện cho các đội trẻ của Long An, năm nay đã trở lại trong đội hình thi đấu của đội 1. Và ngoài Ngọc Hoa, cầu thủ 37 tuổi, một cái tên khác cũng trở lại trong danh sách đăng ký thi đấu của Long An, đó là Kim Thanh. Độ dướn tốt, một pha phối hợp tốt giữa các cầu thủ Ninh Bình. Hai tình huống phát bóng hỏng liên tiếp của cả hai đội. Bóng chạm chắn đổi hướng và đã rơi ra phía sau tầm kiểm soát của Kim Liên. Pha phát bóng của Khánh Vy. Đường chuyền hai không tốt cho pha di chuyển vừa rồi của Nguyễn Thị Trinh. Và khoảng cách điểm tiếp tục được gia tăng cho cầu thủ Long An. Minh Thư đã không có được những pha chuyền hai tốt. Bước một không tốt và ngay lập tức cao thủ Long An gia tăng khoảng cách. Trong lượt trận cuối cùng ở vòng bảng của giai đoạn 2, cao thủ Ninh Bình đã lội ngược dòng thành công trước Binh chủng Thông Tin để giành tấm vé còn lại vào chơi ở lượt bán kết này. Và đập bóng cắm với tốc độ nhanh của cầu thủ người Pháp Joyce Abolosu. Đội đương kim vô địch đang gặp rất nhiều khó khăn trong set đấu đầu tiên. Chắn bóng ra ngoài. Ở thời điểm hiện tại trên sân thì mối lo lớn nhất của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng có lẽ đó là vị trí chuyền hai. Pha phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Pha xử lý tốt của Như Anh. Một pha len nhanh của phụ công bên phía Long An.
đập bóng hàng sau rất mạnh mẽ, một tầm cao tốt cho pha bật đà và tấn công từ hàng sau của Bích Tuyền. Pha xuyên chắn. Tiếp theo là Minh Thư. Tình huống lách chắn nhưng ra ngoài của Warisara. Lượt phát bóng trở về với chuyền hai Kim Thoa. Sức bật rất tốt của Bình Tuyển. Bình Tuyển vẫn luôn là mũi tấn công đáng quan tâm của các tay chắn bên phía đối thủ. Cách biệt được rút ngắn cho LP Bank Ninh Bình. Bóng ra ngoài, một tình huống đưa bóng hơi dài của Joyce. Rất cố gắng, nỗ lực cứu bóng từ các cầu thủ Ninh Bình. Và lần này lại là Đặng Thị Hồng. Lần thứ hai trong set đấu này Đặng Thị Hồng phải di chuyển xa bên ngoài sân đấu để cứu bóng. Tình huống chắn bóng thành công, một tình huống thiết lập chắn đôi giữa Ngọc Hòa và Trà My. Kinh nghiệm của Ngọc Hòa rõ ràng là rất đáng quý vào thời điểm hiện tại. Như vậy là bóng đã lọt sang phần sân của Long An. Đó là điểm cho Ninh Bình chứ không phải là pha chắn bóng thành công. Pha xử lý bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả của Ngọc Hòa. Bóng cắm vạch 3m với pha tấn công từ vị trí số 3. Khoảng cách 5 điểm lúc này vẫn đang khá an toàn cho Long An. Không phải là một đường truyền từ cầu thủ truyền 2, và đó là lỗi hai chạm. Tình huống phát bóng của Trà My. Trà My thường xuyên có những pha tung bóng cao, nhảy phát bóng. Bên phía Ninh Bình thì đó là Đặng Thị Hồng, cũng có những pha phát bóng tương tự và phát bóng ghi điểm trực tiếp của Trà My. Câu trả lời từ Đặng Thị Hồng. Trong màu áo của Thái Nguyên năm nay thì Đặng Thị Hồng cũng đã liên tục tỏa sáng với các trận đấu ở hạng A cũng như tại giải U23.
17-11. Pha lèn trồng tốt từ cầu thủ Long An. Warisara rút ngắn cách biệt cho LP Bank Ninh Bình. Mười tám mười hai cho Long An và phía trước sẽ là loạt điểm tăng tốc của trận đấu đầu tiên. Trong trận đấu trước đó với binh chủng thông tin, có lẽ cũng đã bào mòn thể lực của MVBank Ninh Bình rất nhiều. Một trận đấu kéo dài 5 set và Ninh Bình giành phần thắng với tỷ số 15-13. Như vậy là bóng tốt, pha phát bóng ghi điểm trực tiếp của Như Anh. Và sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng lại xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Không kịp và đẩy bóng tốt của Ngọc Hoàng. 20-12, một set đấu với cách biệt điểm số lớn cho các thủ Long An. Bóng chéo sân. Pha xử lý tốt của Warisara. Bóng đã rơi sang phần sân của Long An. Dù đó là pha chắn bóng của hai cầu thủ có chiều cao tốt bên phía Long An, Joyce và Ngọc Hoa. Không kịp rồi. Bóng mạnh, bạt chắn ra ngoài. Đây là các cầu thủ dự bị của Long An, trong đó có Kim Thành, cầu thủ trở lại trong giải đấu năm nay, ở giai đoạn 2 này. Đường chuyền hai được thực hiện từ Khánh Đăng.
Lưu Thị Huệ vào sân. Bóng rất mạnh, nhưng đó là pha phòng thủ tốt của Kim Liên. Khánh Đàn rất nhanh. Trà My nâng tỷ số lên 23-14 cho Bình Điền Long An. Sách đấu đầu tiên đang nằm chắc trong tay của Long An. Một trận đấu khó khăn trước đó có lẽ đã bào mòn thể lực của các cầu thủ LP Bank Ninh Bình khi khởi đầu trận đấu này. Nhưng trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian. Đây sẽ là set point trong set đấu đầu tiên dành cho Long An. Đổi phát bóng 15-24. Chắn bóng tốt, một tình huống chắn đôi thành công giữa Lưu Thị Huệ và Bích Tuyền. 16-24. Bước một không tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội để kết thúc set đấu này cho Bình Điền Long An. Mỹ Tiền đang có mặt trong sân. Và lúc này Long An giống như đang có hai libero. Bóng vẫn trong cuộc. Pha đập bóng của Đặng Thị Hồng đã không vượt qua được cái tay chắn của Long An. Và như vậy là set đấu đầu tiên đã khép lại với tỷ số 25-17 nghiêng về Bình Điền Long An của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và LP Bank Ninh Bình. Set đấu đầu tiên đã khép lại với phần thắng dành cho Bình Điền Long An khi đội bóng này liên tục dẫn trước trong loạt điểm đầu tiên và duy trì ưu thế đó trong suốt cả set đấu thứ nhất. Đây sẽ là diễn biến của set đấu thứ hai với pha phát bóng của Minh Thư. Bóng chạm chắn ra ngoài. Một tình huống bước một không tốt từ các cầu thủ LP Bank Ninh Bình. Và Ngọc Hòa đã chớp lấy cơ hội này. Một pha ghi điểm đơn giản giống như một cú penalty. Bóng đi nhanh và hướng thẳng vào người của Kim Thoa với pha đập bóng của Bích Tuyền.
Đó là pha bỏ nhỏ tốt của Đặng Thị Hồng. Hai đều. Trong những lượt trận trước đó, thì cây chuyền hai chính của Ninh Bình là Hoài My đã gặp một chút vấn đề về chấn thương, và chính vì vậy Hoài My vẫn chưa hồi phục 100% để có thể chơi tốt ở những trận đấu quan trọng như thế này. Bóng chạm trán đổi hướng. Đây là thời điểm Bích Tuyền cần tỏa sáng khi đội đương kim vô địch đang gặp nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại. Chắn bóng tốt. Điểm cho LP Bank Ninh Bình 4-2. Loạt điểm tốt dành cho cầu thủ LP Bank Ninh Bình. Đây là thời điểm cần thiết để lấy lại sự hưng phấn. Và ngay lập tức huấn luyện viên Thái Quang Lai đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lượt phát bóng rất thành công của Warisara. Đây là pha bước một không tốt của Khánh Đăng. Và lần này thì Trà My đã ngắt được mạch lên điểm của Ninh Bình 3-5. Như vậy là bóng tốt, điểm rơi vẫn ở trong sân. Vẫn còn rất nhiều điểm số phía trước. Bóng bật mép lưới và chưa chạm vào tay của Thanh Thúy. Lưu Thị Huệ trong thời điểm ở đội hình xuất phát trong set đấu thứ hai đang có những pha chắn bóng rất thành công. Cầu thủ có chiều cao tốt bên phía Ninh Bình. Vừa rồi là pha được bóng ra ngoài của Trà My. 8-3. Liên tiếp là những tình huống chắn bóng thành công. Những pha đập bóng của Trà My từ vị trí số 2
Các tay chắn của Ninh Bình lần này đã kiểm soát tốt. Cách biệt 6 điểm đã được thiết lập. Bóng chạm cột ăng tèn sau khi đã chạm chắn. Điểm cho Long An. Đó là pha xử lý thông minh của Đặng Thị Hồng. Một pha chạm bóng nhanh với sự quan sát tốt. Không phải Đặng Thị Hồng mà đó là Nguyễn Thị Trinh. Di chuyển tốt. Nguyễn Thị Trinh tiếp tục ghi điểm cho Ninh Bình. Pha tấn công nhanh với tình huống trên chắn. Những mũi phụ công của Ninh Bình đã thi đấu hiệu quả hơn so với set đấu đầu tiên. Bóng bật lưới. Đó là một tình huống có phần may mắn trong pha phát bóng của Bích Tuyền. Và lần tiếp theo huấn luyện viên Thái Quang Lai đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý khi cách biệt đã là 8 điểm. Những sự thay đổi bên phía đội hình của Long An. Mỹ Tiền được đưa vào sân. Trong set đấu thứ hai này thì ngoại binh Joyce đang chưa có được sự thể hiện tốt. Lỗi hai chạm. Một tình huống đập bóng xuyên chắn. 5-13. Bước một không tốt. Mỹ Tiền, Quý Uyên là cặp đôi được đưa vào sân trong những phút vừa qua bên phía Long An. Tình huống đập bóng tốt của Đặng Thị Hồng. Yeah.
7-14. Pha ghi điểm của Joyce. Đây là tình huống xuyên chắn của cầu thủ người Pháp. Ngoài cuộc đua vô địch thì cuộc đua trụ hạng tại giải năm nay cũng đang diễn ra vô cùng gay cấn. Sau những loạt trận vào ngày hôm qua, Glesimco Thái Bình gần như đã có thể trụ hạng thành công sau trận thắng vào ngày hôm qua. Với Vietinbank cũng vậy, họ có những cơ hội tốt để có thể trụ hạng thành công. Trong khi lúc này hai đội đang phải rất vất vả để đạt được những kết quả tốt hơn, đó là Quảng Ninh và Hà Nội. Bóng bay ra xa bên ngoài sân đấu. Bóng ra ngoài rồi, nhưng trọng tài xác định bóng đã chạm chắn. Từ đầu trận đấu đến giờ thì vẫn chưa có tình huống nào mà ban huấn luyện hai đội phải xin challenge. Pha phạt bóng của Mỹ Tiên. Như vậy là Mỹ Tiên sẽ được rút ra nghỉ. Và cặp đôi trở lại của Long An là Chuyền Hai Kim Thoa và Cha My. Và lách chắn và bóng găm thẳng vào vị trí của Khánh Đạt. Và đập bóng rất mạnh của Bích Tuyền. Không được rồi. Và bước một của Khánh Đàng, bóng sát lưới. Những tình huống bước một không tốt của cầu thủ Long An. Bóng về cuối sân. Lần này thì điểm số được ghi bởi phụ công Lưu Thị Huệ. Khánh Đàng cũng đang mất tập trung. Trong vòng 3 tình huống vừa qua thì đã có 2 lần Khánh Đàng bước 1 không tốt. Bóng ra ngoài. Lượt phát bóng trước đó cũng là rất thành công với Chuyền Hai Minh Thư rồi. Thank you.
chạm chắn đổi hướng, điểm số thứ 21. Vẫn kịp xử lý. Điểm số thứ 22. Và đây là cơ hội cho các cầu thủ Ninh Bình để cân bằng tỷ số trong trận bán kết đầu tiên. Lưu Thị Huệ quan sát và thực hiện một pha cài bóng khôn ngoan. Dường như đã có tình huống chạm lưới từ các tay chắn của Ninh Bình. Hai mươi ba mười hai và cũng chỉ cần hai điểm nữa để Ninh Bình cân bằng tỷ số trong trận bán kết đầu tiên. Phạt được bóng từ vị trí số 2 của Bích Tuyền. Đây là những cơ hội để kết thúc set đấu này và cân bằng tỷ số cho LP Bank Ninh Bình. Pha đập bóng của Cha Mi. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Nhưng cách biệt vẫn còn lên tới 10 điểm giữa Ninh Bình và Long An. Và tình huống phát bóng ra ngoài của Cha Mi cũng khiến set đấu thứ hai kết thúc. Và đó là set thắng dành cho cầu thủ LP Bank Ninh Bình. 1-1. Cả hai set đấu đầu tiên đều kết thúc với khoảng cách điểm khá xa giữa hai đội. Tỷ số 1-1 và set đấu thứ 3 sắp tới sẽ là một thời điểm quan trọng, một set đấu bản lề của trận bán kết này. Chúng ta cùng trở lại với trận bán kết đầu tiên. Trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và LP Bank Ninh Bình. Set đấu thứ 3. Set đấu có tính chất bản lề. Và đá bóng tốt của Bích Tuyền. Về mặt lực lượng, LP Bank Ninh Bình cũng không hề thua kém những đội bóng khác tại giải vô địch năm nay. Ở bên ngoài, ở khu vực của các cầu thủ dự bị bên phía LP Bank Ninh Bình vẫn còn những cái tên khác như Lê Thúy, Đinh Thúy hay Thu Hà. Đặng Thị Hồng có một pha xử lý thông minh, điểm rơi đúng vào góc sân.
Thêm một điểm nữa cho Agribank Ninh Bình. Trong set đấu thứ hai vừa qua thì ngoại binh của Long An Joy Si thi đấu khá mờ nhạt. Hai cầu thủ đều lao ra đón bóng. Nhưng đó là điểm số cho Long An, hai đều. Nỗ lực rất lớn của Khánh Đảng nhưng cũng không thể cứu thua trong tình huống này. 3-2 cho Agribank Ninh Bình. Đây là thời điểm mà các đội đều đang tập trung từng điểm một. Set đấu thứ ba này có lẽ sẽ khó có một khoảng cách điểm xa và an toàn cho một trong hai đội giống như những set đấu trước đó. Và được bóng của Trà My. Cơ hội cho Ninh Bình. Bích Tuyền. Lần này là Đặng Thị Hồng. Bóng bạt chắn. Hai vị trí tấn công đầy mạnh mẽ của cầu thủ Agribank Ninh Bình. Ở vị trí số 2 đó là Bích Tuyền và số 4 đó là Đặng Thị Hồng. Bóng bật lưới nhưng vẫn rơi sang phần sân của Long An. Đây là tình huống mà Bích Tuyền đã khá may khi không chạm tay vào lưới. Trọng tài xác định là bóng trong sân. Như vậy đây mới là tình huống challenge đầu tiên trong trận đấu này. Một tình huống challenge từ ban huấn luyện của câu lạc bộ Agribank Ninh Bình. Tình huống ball in out. Như vậy là bóng ra ngoài. Một tình huống khiếu nại thành công từ Agribank Ninh Bình. Nguyễn Thị Trình lại có một pha xử lý vô cùng tinh quái. Tình huống đẩy bóng về cuối sân. Những loạt điểm liên tiếp cho Agribank Ninh Bình. Đội đương kim vô địch đang trở lại một cách mạnh mẽ. Đổi phát bóng 3-7.
Như vậy đã có tình huống chạm lưới của Đặng Thị Hồng. 4-7. Một loạt bóng giằng co kéo dài khá vất vả cho các cầu thủ hai đội. Đặng Thị Hồng đã chạm lưới khá rõ ràng. Bóng vượt qua tầm với của Warisara. 5-8, cách biệt 3 điểm cho LP Bank Ninh Bình. Không qua lưới rồi. Bóng đi quá thấp. Một tình huống xử lý không thành công của Khánh Vy. Pha đập bóng của Bích Tuyền từ hàng sau. Bóng vừa đủ lọt chắn. Bóng chạm chắn ra ngoài và điểm cho Long An. 6-10. Ngoại bình của LP Bank Ninh Bình, một cầu thủ trẻ nhưng cũng đã có thời gian dài làm quen và gắn bó với những trận đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Phát bóng rất khó chịu và hướng vào vị trí của Joyce. Thank you.
Georgie là người ghi điểm. Đổi phát bóng cho Long An, 72. Như vậy là bóng trong sân. Cả hai đội đều đã có những sự thay đổi các vị trí thi đấu trên sân. Và nó đến từ những vị trí phụ công. Lưu Thị Huệ cũng không phải là cầu thủ xuất phát ở séc đấu đầu tiên. Và bên phía Long An là Lữ Thị Phương. Và đội bóng rất mạnh của Bích Tuyền. Bình Điền Long An đang cố gắng để thu hẹp cách biệt vào lúc này. Một tình huống mà không một tay chắn nào nhảy lên để có thể làm hẹp góc đánh của Joyce. Bích Tuyền ghi điểm và 14-9. Một pha phòng thủ tốt của Khánh Vy, nhưng lần này thì bóng ra ngoài. Tình huống đập bóng của Trà My. Như vậy sẽ có tình huống yêu cầu khiếu nại. Các cầu thủ Long An cho rằng đã có tình huống chạm lưới của các tay chắn bên phía Ninh Bình.
Như vậy đã có tình huống chạm lưới. Đó là tình huống khiếu nại thành công. Vừa rồi là điểm cho Long An. Trận đấu trở lại. Khoảng cách đang là 4 điểm thôi. Một tình huống mà Trà My đã cố gắng để cứu bóng, nhưng ở phía sau vẫn còn Kim Thỏa. 15-10. Mỹ Tiền vào sân thay cho Joyce. Tình huống bóng không qua được cái tay chắn khi bóng quá sát lưới. Pha phòng thủ tốt của Warisara, nhưng ở phía trên Nguyễn Thị Trinh và Minh Thư đã phối hợp không tốt với nhau ở tình huống chuyền hai. Nhưng ngay sau đó thì Nguyễn Thị Trinh lấy lại điểm số cho các cầu thủ FP Bank Ninh Bình. Họ tiếp tục dẫn trước trong set đấu thứ ba này. Và đây là một khoảng cách điểm tương đối an toàn. Đập bóng hàng sau và điểm cho Ninh Bình. Một tình huống đập bóng xuyên chắn của Bình Tuyển. Bước một không tốt rồi. Ngay cả khi có mặt trên sân giống như một libero thứ hai thì Mỹ Tiền cũng đang không có được những pha bước một tốt. Đây sẽ là quãng thời gian hội ý cần thiết cho các cầu thủ Bình Điền Long An.
vẫn là pha bước một không tốt và liên tục là những tình huống phát bóng hướng vào vị trí của Mỹ Tiền. Điểm số thứ 20 rồi. Khoảng cách vẫn đang là 8 điểm, trong khi Agribank Ninh Bình đã dần tiến đến những điểm số quan trọng, những điểm số quyết định của set đấu thứ 3 này. Nguyễn Thị Trình ghi điểm cho các cầu thủ Agribank Ninh Bình. Bóng đã chạm vào tay của Khánh Đăng. Đi ngang vai của Kim Liên. Chỉ có một cầu thủ theo chắn và Khánh Vy đã có một pha đập bóng tốt. Như vậy là đã có lỗi hai chạm. Mười lăm hai mốt. Đó là những điểm số liên tiếp dành cho cầu thủ Long Hàn. Dù vậy thì cách biệt 5 điểm vẫn là con số khá an toàn cho Ninh Bình vào lúc này. Yến Nhi vào sân. Nhưng lại là một tình huống bước một không tốt từ các cầu thủ
LP Bank Ninh Bình và bóng hướng thẳng về vị trí của Yến Nhỉ. Một tình huống khai thác tốt những pha bước một choạch choạc của LP Bank Ninh Bình từ Khánh Vĩ. Và lần này thì chỉ có Bích Tuyền mới ngắt được mạch lên điểm của đối thủ. Và tấn công hàng sau. Những nỗ lực không ngừng của cầu thủ Bình Điền Long Hàn giúp họ rút ngắn cách biệt xuống lúc này chỉ còn 4 điểm. Pha đá bóng tốt của Joyce. Lữ Thị Phương, cầu thủ 22 tuổi của Long An. Khoảng cách điểm chỉ còn 3 điểm mà thôi. Nhưng lần này phát bóng ra ngoài, một tình huống rất đáng tiếc. Những pha bóng cần sự chắt chiu và an toàn. Cầu thủ Ninh Bình nâng tỷ số lên 23-19. Ở đây sẽ là lượt phát bóng của chuyền 2 Minh Thư. Đổi phát bóng 20-23. Bóng tắm tốc độ tốt. Bích Tuyền vẫn là vị trí mà các đường chuyền hai tìm đến mỗi khi LP Bank Ninh Bình cần có những điểm số quan trọng, những pha bóng quyết định. Hai mươi bốn hai mươi bốn. Nhưng vẫn còn những set point phía trước cho Ninh Bình trong set đấu thứ ba này. Hai mươi lăm hai mươi một. Bóng bật chắn ra ngoài và set đấu thứ 3 đã thuộc về cầu thủ LP Bank Ninh Bình. Họ dẫn trước 2-1 trong trận bán kết đầu tiên. Với màn thể hiện xuất sắc của Bích Tuyền, Ninh Bình đang vươn lên dẫn trước. Đội đương kim vô địch đang có sự trở lại vô cùng ấn tượng ở trận đấu này.
Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu tỉnh Lào Cai để tiếp tục theo dõi trận bán kết đầu tiên giữa Agribank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An. Đây là những diễn biến của set đấu thứ tư khi đội đương kim vô địch Agribank Ninh Bình đang dẫn trước 2-1 trong trận đấu này. Ninh Bình để dẫn trước trong set đấu đầu tiên nhưng đang trở lại vô cùng mạnh mẽ khi có được set thắng bản lề vừa qua. Đổi phát bóng cho Ninh Bình, 1-1. Và ghi điểm của Trà My trong set đấu trước đó. Trà My đã nhiều lần bị vô hiệu hóa với những pha đập bóng tấn công biên. Bóng vẫn trong cuộc. Bích Tuyền, bóng bạt chắn. Vừa rồi là một tình huống mà Bích Tuyền đã tiếp đất có vẻ như không tốt. Chắn tốt, Trà My đã không đánh bại được các tay chắn của Ninh Bình. Rất nhiều những tình huống trong set đấu vừa qua Trà My cũng đã bị vô hiệu hóa. Và cả Joyce cũng vậy. Hai pha tấn công biên từ vị trí số 2 và số 4 của Long An đều không thành công. Không vượt qua được các tay chắn của Ninh Bình. Bốn đều trong set đấu thứ tư. Đổi phát bóng cho Long An. Vẫn là vị trí tấn công từ Joyce. Và lại là một pha bám chắn tốt. Tình huống đập bóng của Joyce đã bị chặn đứng. 5-4 cho Ninh Bình.
không kịp lót chắn. Pha nhòi người cứu bóng của chuyền hai Minh Thư. Minh Thư cây chuyền hai của Hậu Giang. Và trong thời gian vừa qua cô cũng đã thi đấu ở các đội bóng ở giải hạng A. 6 năm cho Long An. Bước 1 không tốt từ Đặng Thị Hồng. Một tình huống mà Đặng Thị Hồng đã bị che mắt. Sáu đều, những tình huống đổi điểm liên tiếp cho cả hai đội. Các cầu thủ Ninh Bình đang thi đấu rất hưng phấn. Chỉ có một cầu thủ theo chắn và đó là pha ghi điểm của Warisara. Đổi phát bóng cho Long An. 7-8. Một pha lách chắn dọc biên tốt của Khánh Vy. Chắn bóng tốt, những miếng tấn công phối hợp của cả hai đội đều đã rất quen thuộc với đối thủ của mình. Những thời điểm cần những miếng đánh mới lạ, bất ngờ để có thể gia tăng được những sức ép. Tỷ số là 8 đều. Một pha bật đà tấn công tốt của Warisara mà bị người Thái Lan. Như vậy là bóng ra ngoài. Một pha bỏ nhỏ không thành công của Khánh Vy. 18. Không qua lưới. Hai tình huống tấn công từ hàng sau nhưng Joyce lại không đánh bóng qua lưới. Lan Vy sẽ vào sân để thay cho Khánh Vy. Bỏ nhỏ tốt, tình huống xử lý kinh nghiệm của Ngọc Hoa.
vẫn kịp. Chắn bóng tốt. Hai cầu thủ theo chắn đã đoán được ý đồ của Minh Thư với đường chuyền ra vị trí số 4. Bóng ngoài rồi. 12-10. Sau hai trận bán kết ngày hôm nay thì vào ngày mai sẽ là những trận đấu còn lại để tìm ra hai đội bóng trụ hạng thành công và trận chung kết của mùa giải 2024 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11. Một pha lót chắn tốt từ các cầu thủ Ninh Bình. Không được. Nhưng như vậy trọng tài đã xác định đó là điểm cho các cầu thủ Bình Điền Long An. Không đủ tầm cao cho pha bật đà và đập bóng của Warisara. Điểm cho Long An. Bóng vẫn còn, pha phòng thủ tốt của Joyce. Không có được một tư thế chuyền bóng tốt nhất cho cây chuyền hay của Ninh Bình. Bóng bật chắn ra ngoài sân. Giờ thì các cầu thủ Bình Điền Long An đã vươn lên dẫn trước 13-12. Bóng ngoài. Tình huống khiếu nại không thành công. Không kịp. Một đường chuyền hay dựng bóng cho Bích Tuyền thực hiện pha tấn công của mình. 13-13. Phát bóng ngoài và điểm cho Long An 14-13. Thêm một điểm nữa dành cho cầu thủ Bình Điền Long An.
Và sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Vẫn kịp lót chắn. Lần này thì bóng đã vượt qua tầm với của Minh Thư. Đổi phát bóng cho Long An. 17-15. Bóng cắm vạch 3m và được bóng của Đặng Thị Hồng. Mười bảy đều. Loạt điểm tăng tốc phía trước sẽ là vô cùng quan trọng. Thank you.
18 đều cho Long An. Năm ngoái trận chung kết của mùa giải là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang. Năm nay thì cả hai đội vào chung kết năm ngoái đều có cơ hội để có thể gặp lại nhau. Hai pha đập bóng liên tiếp từ hàng sau. Tình huống trước là một vị trí tương đối xa lưới, nhưng ở pha bóng thứ hai thì Bích Tuyền có một không gian thuận lợi hơn, một vị trí đẹp hơn. Chỉ có một cầu thủ theo chắn và đó là không đủ. 19-18 cho Ninh Bình. Loạt điểm rất căng thẳng đang ở phía trước. Bóng ngoài 20-19 cho VB Ninh Bình. Và được bóng từ vị trí số 4 của Warisara. Và nhòi người cứu bóng của Khánh Đăng vẫn còn. Trọng tài bắt lỗi Lưu Thị Huệ với tình huống hai chạm từ đường chuyền hai vừa rồi. 20 đều. Bên ngoài sân các cầu thủ Thanh Hóa đã có mặt, chuẩn bị cho trận bán kết thứ hai sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ. Pha xử lý thông minh của Trà My. 21-20. Bóng bật chắn ra ngoài, Lan Vy ghi điểm quan trọng cho cầu thủ Bình Điền Long An. 22-20. Khoảng cách 2 điểm đã được thiết lập cho Long An.
Cơ hội cho các cầu thủ Long An. Điểm cho Warisara. Và 21-22. Những loạt điểm rất căng thẳng vẫn đang ở phía trước. Đây là thời điểm không có chỗ cho sai lầm. Chắn bóng tốt và đó là pha chắn bóng xuất sắc từ các cầu thủ Long An trước pha đập bóng của Bích Tuyển. Một tình huống chắn đôi giữa Ngọc Hòa và Trà My. 23-21. Một pha chắn bóng rất quan trọng của Long An khi Bích Tuyền đang ở hàng trên. Điểm số thứ 24 rất lì lợm. Long An hướng đến set point trong set đấu này. Từng bước các cầu thủ Bình Điền Long An hướng đến phần thắng trong set đấu thứ 4 của trận bán kết. Cơ hội để đưa trận đấu này vào set đấu thứ 5. Nhưng vẫn còn hai cơ hội nữa cho cầu thủ Long An để kết thúc set đấu này. Và pha ghi điểm của Trà My đã giúp cho Bình Điền Long An giành phần thắng trong set đấu thứ 4 hai đều. Và trận bán kết đầu tiên sẽ được quyết định với set đấu thứ 5 quyết định. Mọi thứ sẽ vẫn còn ở phía trước. Nhà thi đấu tỉnh Lào Cai tiếp tục nóng hơn với trận bán kết đầu tiên, set đấu thứ 5, set đấu quyết định, set đấu quan trọng nhất của mùa giải. Cơ hội để bước vào trận chung kết của giải vô địch quốc gia năm 2024 sẽ được quyết định trong set đấu thứ 5 này giữa LP Bank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An. Điểm cho cầu thủ Long An. Đội hình xuất phát ở set đấu thứ 5 thì lúc này Lan Vy đang được tin tưởng hơn vị trí của Khánh Vy.
bên phía Bình Điền Long An. Một pha chắn đôi thành công. Bóng bạt chắn ra ngoài, phạt được bóng rất mạnh. Một tình huống khiến cho Trà My tê tay. Điểm cho cầu thủ Ninh Bình. Hai một trong set đấu quyết định. Một pha xử lý không thật tốt của Minh Thư. Chắn bóng tốt. Hai trận đấu liên tiếp phải bước vào set đấu thứ 5 với LPL Bank Ninh Bình. Một số vị trí cũng có phần bắt đầu thấm mệt. Và chắn bóng tốt và tay chắn của Ngọc Hòa lại giúp cho Bình Điền Long An có điểm. Và đập bóng ra ngoài của Đặng Thị Hồng. Như vậy đã có yêu cầu khiếu nại. Tình huống khiếu nại block touch. Một tình huống mà có vẻ như bóng vẫn chưa chạm chắn. Như vậy là đã có chạm. Tình huống bóng chạm chắn. Và đó là điểm cho LP Bank Ninh Bình. Đường chuyền hai sau đầu của Kim Thoa. Như vậy không có tình huống khiếu nại. Đó là điểm cho Long An. 4-3. Đúng vào góc sân. Rất chính xác với pha đập bóng trên chắn của Bích Tuyền. Và đập bóng chéo sân không thành công của Trà My.
thế dẫn điểm được đổi liên tiếp cho hai đội. Giờ là lượt phát bóng của Bích Tuyền. Đánh bóng hàng sau không được. Bóng ngoài rồi. Năm đều. Bóng không chạm chắn. Đó là điểm cho Long An. Điểm cho Long An 6-5. Một tình huống mà Kim Liên đã thực hiện phá bước 1, bị giật mình. Bóng đã sượt qua tay của Khánh Đàng rồi. 6 đều. Bóng chạm chắn ra ngoài. Một tình huống không kịp cứu bóng. Đó là tình huống lách chắn ra ngoài. Một lần nữa, ban huấn luyện của LP Bank Ninh Bình đã yêu cầu khiếu nại với tình huống đánh bóng lách chắn vừa rồi của Warisara. Warisara cho rằng bóng đã chạm chắn. Không rõ là bóng đã chạm vào ngón tay của Kim Thoa hay chưa. Như vậy là có chạm. Bóng đã chạm vào ngón út của Kim Thoa. Bóng chạm chắn và lần khiếu nại thành công cho cầu thủ FPBank Ninh Bình. Điểm số thứ 8 cho Long An và hai đội đổi sân trong sách đấu quyết định này. Bóng găm vào chân của Đặng Thị Hồng.
Những tình huống bám đuổi quyết liệt, tám đều. Trong những pha bóng vừa qua, Warisara đã chia lửa với Bích Tuyền. Những pha tấn công biên trước đó đều được thực hiện thành công từ ngoại biên người Thái Lan. Phát bóng ra ngoài rồi. Pha phát bóng không thành công của Minh Thư. Bóng ra ngoài và điểm cho Long An 18. Và sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên của LP Bank Ninh Bình đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Pha ghi điểm của Ngọc Hỏa vừa đủ. Một tình huống khá bất ngờ khi bóng hướng đến vị trí số 3 của phụ công Ngọc Hỏa. Hai tay chắn của Ninh Bình đã có phần bất ngờ. Và Ngọc Hỏa là người giành điểm trong tình huống vừa rồi. Những điểm số rất quan trọng đang thuộc về Bình Điền Long An. Những tình huống phối hợp không ăn ý giữa các cầu thủ LP Bank Ninh Bình. Khoảng cách 4 điểm đã được thiết lập. Và trong khi đó, Bình Điền Long An cũng chỉ cần thêm 3 điểm nữa để có mặt trong trận chung kết của mùa giải 2024. Phát bóng không qua lưới. Bước một không tốt. Điểm số lấy lại sự hưng phấn cho các cầu thủ LP Bank Ninh Bình 10-12. Thank you.
Cầu phát bóng vẫn đang thuộc về Warisara. Tình huống phát bóng liệng rất khó chịu của cầu thủ người Thái Lan. Bóng chạm chắn ra ngoài. Và đập bóng với sức nặng cần thiết từ cầu thủ thuận tay trái Cha Mỹ. Và đánh bóng từ vị trí số 2. 13-10. Bóng tốt và ghi điểm của Đặng Thị Hồng. Sau những tình huống liên tiếp bóng được hướng về vị trí số 4 của Đặng Thị Hồng, thì cầu thủ này đã có điểm cho MP Bank Ninh Bình. Như vậy là bóng ngoài. Cha Mi ra dấu hiệu yêu cầu khiếu nại trong tình huống vừa rồi. Một tình huống khiếu nại là cần thiết trước những điểm số quan trọng như thế này. Tình huống challenge block touch. Ở góc máy này có thể thấy bóng có vẻ như đã không chạm tay chắn. Như vậy đã không có tình huống chạm chắn của Đặng Thị Hồng. Điểm số thứ 12 dành cho LP Bank Ninh Bình. 12-13. Vẫn còn. Cha Mi chắn bóng tuyệt vời, 13 đều. Trận đấu căng thẳng cho đến những điểm số cuối cùng. Ở trong trận đấu trước đó, Ninh Bình đã vượt qua Bình Chủng Thông Tin với tỷ số 15-13 trong set đấu quyết định. Và giờ thì họ đã đưa điểm số của set đấu này vào tỷ số 13 đều. Rất hồi hộp và cũng rất kịch tính. Cái trọng tài xác định bóng đã chạm sàn rồi. 14-13 cho Bình Điền Long An và match point cho các cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Rất hồi hộp và phát bóng quyết định của Ngọc Hòa. Bích Tuyền và bóng chạm chắn ra ngoài, 14 đều. Những tình huống quan trọng thì bóng vẫn hướng đến vị trí của Bích Tuyền mà thôi.
chắn ra ngoài. Điểm cho Joy Sỉ 15-14. Cơ hội để kết thúc trận đấu vẫn đang thuộc về các cầu thủ Bình Điền Long An. Vẫn phát bóng mạnh với tình huống tung bóng cao, nhảy phát bóng của Trà My. Cơ hội cho cầu thủ Long An, tương đối sát lưới. Vẫn còn. Joyce và điểm cho Bình Điền Long An. Điểm số quyết định được thực hiện bởi Ngoại Bình. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về cầu thủ Bình Điền Long An và họ đã biến FP Bank Ninh Bình thành cựu vương. Một trận đấu rất hấp dẫn, rất hay. Màn so tài hấp dẫn giữa VTV Bình Điền Long An và LP Bank Ninh Bình với chiến thắng chung cuộc được quyết định sau 5 set đấu thuộc về các cầu thủ Bình Điền Long An. Tấm vé cho trận chung kết đã thuộc về Joyce và các đồng đội. Tấm vé cho trận chung kết dành cho Bình Điền Long An. Và sau những mùa giải chỉ có được vị trí thứ 3 thì giờ Bình Điền Long An có cơ hội để đổi màu huy chương trong năm 2024 này. Năm ngoái